Chào các bạn, tiếng chuông ngân vang, không khí tĩnh lặng và linh thiêng giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Hôm nay, hãy cùng Thu Ngân cảm nhận sự bình yên tại Thanh Minh Tự, tọa lạc tại khu phố biển Rạng Đông, thành phố Phan Thiết. Tại Thanh Minh Tự, ngoài tiền điện thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, thì phía sau hậu điện còn thờ Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ. Theo truyền thuyết, Ngài là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài ra, trong chùa còn thờ các vị tiên linh, tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ. Tiền hiền, hậu hiền đã có công kiến tạo sự ổn định mọi mặt cho người dân quanh vùng, an cư lạc nghiệp. Trong khuôn viên Thanh Minh Tự còn có miếu ngũ hành thờ ngũ vị Thánh Mẫu, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đây là tín ngưỡng theo thuyết ngũ hành, thể hiện lòng tôn kính đối với vũ trụ, phù hợp với quan niệm Á Đông. Tháng 10 năm 2016, tập đoàn Rạng Đông đã hoàn thành việc phục dựng Thanh Minh Tự. Khuôn viên chùa ban đầu rộng 800m2, sau khi được tôn tạo đã rộng hơn với 4.000m2. Ngày 25 tháng 2 năm 2017, tập đoàn Rạng Đông long trọng tổ chức buổi lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Thanh Minh Tự và miếu ngũ hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, Thanh Minh Tự đã có niên đại gần 150 năm. Sau nhiều lần trùng tu thì ngôi chùa này vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính. Kiến trúc gỗ tinh xảo, mái ngói âm dương cùng những bài vị hơn 100 tuổi và những bức tường gạch nung đã nhóm màu thời gian. Trong đó có giếng cổ đã được phục dựng gần như nguyên trạng, tất cả như tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Ngoài việc giữ nét đẹp cổ kính, Thanh Minh Tự còn sở hữu hồ nước bao quanh thanh tịnh, nơi hoa sen e ấp nở, đàn cá tung tăng bơi, cả như hòa quyện, tạo nên một bức tranh thư thái bình yên, níu chân du khách thập phương đến viếng cảnh.